17 câu nói phũ nhưng thấm của các nhân vật phản diện thế kỷ. Trên đời này không có người tốt và người xấu, chỉ có quyền lực và những kẻ quá yếu đuối để có được nó. Tiền không là tất cả, nhưng con người có thể làm tất cả vì tiền. Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là Neil Armstrong. Vậy người thứ hai là ai? Không ai biết và chẳng ai muốn biết. Nếu anh không đứng đầu thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Đằng sau mọi tài sản kết xù đều là tội ác. Trong một phòng họp, tên to mồm nhất luôn là tên dễ tiêu diệt nhất. Nhưng tên mà suốt buổi chỉ ngồi im và gõ tay lên mặt bàn thì anh phải cẩn thận với hắn. Người đàn ông không dành thời gian cho gia đình thì không bao giờ trở thành người đàn ông chân chính. Trên đời này không có người tốt, chỉ có những thằng khờ, không biết làm việc xấu. Chúng mày dừng cái việc kiểm tra xem có con quỷ nào dưới gầm giường khi nhận ra rằng chúng nó ở chính bên trong bọn mày. Nếu mày giỏi thứ gì, đừng bao giờ làm nó miễn phí. Cách hợp lý nhất để sống trong thế giới này là phá bỏ đi những nguyên tắc. Kẻ sống sót trên chiến trường chỉ là những kẻ mạnh và thằng hèn. Thực tế thì anh hùng luôn luôn chết. Khi người thắng, người không cần giải thích. Nếu người thua, người cũng không nên giải trình. Ta thả phụ thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta. Nếu mày cần một người bạn, thì hãy nuôi một con chó đi. Chính nghĩa sẽ chiến thắng ư? Đương nhiên, kẻ nào chiến thắng kẻ đó là chính nghĩa. Là một thằng đàn ông, có những thứ không ai cho mình, thì mình phải tự giành lấy nó. Muốn trị những thằng đầu gấu thì phải có thằng đầu gấu hơn mới có thể trị lại.